Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Hiện tại là Nhi đang đứng ở cái khu này gọi là khu làm rẫy, làm ruộng. Cả nhà thấy không, xung quanh đó toàn là ruộng không mà chứ ít có nhà lắm. Nhưng mà cái giai đoạn này là giai đoạn bà con chưa có gieo lúa, gọi là gieo mầm hả? Xả lúa. Mấy cái này là mấy cái lúa thừa cũ từ cái đợt trước. Xong rồi qua mấy bữa giờ trời mưa xong nó lên cao rồi là cao luôn á. Kìa. Cả nhà. Có anh chị em cô chú nào mà không biết được con trâu với con bò không, chứ Nhi là Nhi lúc trước á là Nhi bị anh Thép chọc quê là không phân biệt được con trâu với con bò, hải âu với lại cò. Tại vì lúc mà Nhi đi miền Tây á, Nhi thấy mấy con chim trắng bay trên sông, Nhi nói a hải âu kìa, nhưng mà thiệt ra là hải âu chỉ có ở biển thôi, còn mấy con chim bay ở trên sông á mình gọi là cò đó. Mình không có, hồi trước là mình không phân biệt được nha, nhưng mà bây giờ mình biết rồi. Con trâu thì nó hay lăn bụng lắm cho nên người nó dơ dơ đen đen, còn con bò thì lông nó màu nâu nâu, trâu thì nó có sừng, nó sừng sừng nó nhìn cứng lắm. Bu ơi đi về con, hôm nay Nhi dẫn em Bu ra ruộng nè. Hôm bữa giờ đi nhiều, đi lên thành phố, cả nhà đi Sài Gòn á, rồi đường xá đông đúc kẹt xe. Hôm nay thì dẫn cả nhà cô chú anh chị mình ra ruộng giải lao nha, thư giãn một chút, hít thở không khí trong lành ở đồng ruộng bát ngát. Bây giờ là 3 giờ chiều, trời thì vẫn còn hơi nắng, mấy bữa giờ thì trời mưa, nhưng mà được cái là bữa nay tự nhiên là trời nắng lên nè, có em Bu đi theo ra ruộng nữa nha cả nhà. Dặn để nó ở nhà một mình thì tội nó, nên là dẫn đi theo sẵn rồi đi chơi về tắm. Ui ăn cỏ ra kìa nha, mới ra mà gặm miếng cỏ ăn luôn nha nha, nhấp 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 cái miệng này. Hình như là chó mà ăn cỏ là nó để cho cái bụng nó êm lại hay sao á. Như Nhi thấy cái bà cô kia đang làm gì nè, để Nhi xuống Nhi hỏi thăm thử nha. Hồi nãy Nhi tình nhìn từ xa xa Nhi thấy, Nhi tưởng đâu là cô chú đang làm gì, thì ra đây là nguyên một bầy vịt đang chăn vịt. Nó bơi ở dưới mấy cái lùm cỏ, lùm lúa. Ngóc quá mất cái đầu lên. Ua kia. Quá chừng luôn. Mình thấy mình đứng ở trên bờ mình thấy vậy thôi, chứ nó nằm ở dưới mấy cái bụi lúa như thế này nè, nhiều lắm luôn á. Cô chú hai vợ chồng cô chú chăng. Bu ơi, đi vô Bu ơi. Sợ ông Bu nó ra nó đuổi dịch quá. Chạy tán loạn luôn. Giờ trời cũng bớt dịu nắng lại rồi nè. Đứng ở đây gió mát quá. Mà không khí nó kiểu trong lành, mà nó có mùi đất mùi bùn đó cả nhà, cảm giác thoải mái lắm. Rồi thấy cái đồ dơ rồi, lăn đồ dơ này, buông nó ra nó thấy đồ dơ là nó lăn à. Hình như chó đứa nào nó cũng như nhau hay sao á, đứa nào nó cũng thấy đồ dơ nó lăn hết. Ôi quá trời dịch luôn, đã quá. Bên kia thì trâu đang ăn cỏ, bên này là vịt cũng đang tìm thức ăn. Dưới đây chắc dưới đây là có ốc. Dưới đây có ốc phải không chú? Không có. Không có luôn hả? Ồ, con tưởng là có ốc. Chú nói vịt nó ăn không đủ ốc, nó lớn. Ủa cái mình chăn vậy là mai mốt người ta trồng lúa là mình đâu có thả nó xuống ruộng được phải không chú? Không à. Mình nhốt nó lại hả chú? Nhốt nó lại mình cho nó ăn thực phẩm hả? Dạ. Cái đây là giống như mấy cây mắt mèo này, hình như là đúng nó rồi. Mấy cái này mà hình như nó rớt lông lên trên người mình nó là sẽ rất là ngứa luôn á. Như thì thấy trên phim người ta hay sử dụng mấy cái bạn học mà kiểu ở miền ruộng này, miền quê này, có mấy cây này mọc. Đúng rồi, chắc trên phim thôi. Bây giờ mới thấy á. Chị ở biển làm gì có mấy cây này. Bu ơi, con Bu nó ra giao chiến với con chó nhà người ta rồi. Ừ, cua đồng hả? Không, mình xuống mình giỡn với nó thôi nha, chứ mình Nhi không có bắt cua nha bà con. Ủa dưới đây có đĩa không ta? To ghê. Ây.
nha. Bu cho con cua này bu ơi, một càng lớn một càng nhỏ. Đây, nó kẹp một cái là vĩnh mỏ luôn nha. Giơ tay ra cho này. Bu này, nó kẹp một cái vĩnh mỏ luôn. Thả xuống, đi ra đây. Cầm dép không hay là để dép bên đây lát nữa quăng lên? Ở đây không? Đi Bu ơi. Nhi thích dẫn con Bu ra ruộng lắm, cho nó thoải mái, nó chạy nhảy. Nhưng mà nó thì nó hay gặp mấy cái đồ dơ, nó hay lăn. Nên là mỗi lần dẫn nó ra ruộng là phải xác định là lát nữa về nhà phải tắm cho nó. Con Bu với mấy con bò đang nhìn nhau. Ý ơi, bà Bu bà sợ. Bà Bu bà sợ bà chạy mà. Xuống đây nè con. Chào chị. Chị đang gặt lúa hả? Em đi ra thăm ruộng. Thăm ruộng nè. Quay thăm ruộng. Dạ. Ý dạ, té dập mặt. Cái đó mình lấy về cho gà ăn hả chị? Hay làm gì chị? Dạ. Mình về cùng mình cũng vũ cho nó rớt ra hả? Ui, sao ở ruộng mình nó lại có nhiều kiến vậy ta? Phải đi xuống dưới ra cho nó đỡ kiến, kiến nó. Dạ. Ủa nhà chị nuôi gà nhiều không? Chị cắt từ lúc mấy giờ chị? Em thấy được bằng ba rồi đó. 2 giờ là 3 giờ mấy rồi, tiếng mấy rồi hả? Chị cắt nhanh ghê ta. Không, cái đó đâu có dễ đâu chị, cái lưỡi dao nó móc vô mà. Nhà em ở gần đây nè chị. Biết mà. Ủa biết hả? Em bị kiến lửa cắn đâu quá. Nói không chứ không phải là phê đâu. Thật sự đây là lần đầu tiên mà Nhi dậm chân lên sình như thế này luôn. Sình ruộng á. Nhiều bạn nói là đâu phải là ở thành phố đâu, mà thiệt ra là do mình ở biển là mình không có ruộng. Chứ không phải là mình ở trên núi xuống. Mình ở biển không có ruộng thiệt á. Cũng có chỗ có ruộng, nhưng mà chỗ nhà em thì không có ruộng. Ủa chị cũng coi video nhà em quay hả? Đúng rồi. Nhà dựng tạm bợ trên mặt biển mà làm gì có đất như thế này đâu. Chị cắt mấy cái bông này về để tuốt ra luôn hả chị? Rải xuống luôn hả? Tự nó mổ hả? À. Cái này là lúa còn sót lại rồi nó tự nó lên phải không chị? Dạ. Chị cho em thử cắt được không chị? Cho em thử coi. Có cắt là rúng tay à. Đâu? Cắt sai đám nào chị? Cắt đám nào được hết. Đám nào cũng được. Đây ha. Không chị? Mà chị dễ trúng tay lắm nha. Đây. Gốm chưa? Thôi chị muốn em làm này để em làm, chị lên cho chị ngồi đi. Chị lên kia chị ngồi để em làm cho. Có gì em gọi chị. Để điện thoại sẵn nha, em gọi nha. Nãy em thấy cô chú kia đang chăn vịt, chăn cũng ngàn con đó chứ. Nhiều hơn ngàn. Ui ông chú ông mới bắt ốc được hai bị luôn. Vậy mà sao cô chú kia nói ở dưới ruộng mình không có ốc? Có đám có đám không. À vậy hả? Đám này nhiều nước mới có hả? Trời ơi, ta đi quay ta men đâu vậy đây nè ông mà. Em đâu có biết em xuống ruộng đâu. Ừ, trời ơi, có đám nó ngứa chết. Vậy hả? Ừ. Em thấy hơi ngứa ngứa rồi đó. Đám nó ngứa lắm. Cắt nữa không? Cắt nữa chứ. Đây. Cắt rồi cho mai mốt em làm chứ. Mẹ chồng em đâu có ruộng đâu. Cắt chồng. Đâu còn chỗ nào nữa. Ủa cái này ruộng nhà chị hả? Ruộng người ta bỏ mình cắt, không có ruộng ai. Là mình lấy thoải mái luôn đúng không? Dặm thoải mái luôn phải không chị? Để em.
bàn nó luôn. Ủa chị ở gần đây không chị? À, sát bên đây. Dạ. Chị đầu trên, em đầu dưới. Chị có hai con rồi hả chị? Hai con là hai con gái hay hai con trai chị? Hai con trai. Lớn rồi hả? Ừ. Đi làm được chưa? Hay còn đi học? Lớn, lớn bằng Hy rồi đó. Ôi lớn vậy hả? Thằng đầu chị. Ủa chẳng lẽ chị bằng tuổi mẹ chồng em luôn hả? Không đâu, nhỏ hơn mà Hy chồng em 28 tuổi rồi. Thằng nhỏ nhà 27 tuổi. Hy tuổi gì? Tuổi con heo. À thằng nhỏ nhà tuổi Tý. Tuổi nhỏ hơn Hy tuổi. Thì đó. Tuổi với Trung. Chị tính Trung ra chị cưới chồng sớm đó nha. Chồng sớm. Mê trai sớm phải không? Mê trai sớm. Chồng em thì chồng em kêu là ế cho nên là cưới chồng trễ. Còn những người cưới chồng sớm là người ta có giá, người ta mới cưới chồng sớm. Chồng em nói vậy á chị. Ừ, giờ Hy nó ham đi làm, nó không muốn có vợ chứ. Nó ăn nói dễ thương tụi gì. Ăn nói dễ thương hả chị? Ừ. Chị có nói chồng em đẹp trai nữa không? Em xỉu luôn tại ruộng quá. Ừ. Hy nói dễ thương lắm á. Dễ thương lắm á. Thiệt chứ. Ở nhà chị có xem con tụi em không? Có chứ. Mừng ghê. Chị coi hoài chứ. Dạ. Chiều nay sáng bữa giờ tụi em đi hoài á. Ừ. Không có ít ở nhà. Xong rồi chiều nay em rảnh rỗi quá, em nghĩ là nhìn thấy ruộng rồi nè. Quay. Ra quay. Coi thử có cái gì hay cho mình quay. Mấy cảnh ruộng này cũng mà gặp chị lắm. Hay ghê á. Mấy cảnh ruộng nhưng mà ruộng mấy tháng nữa là bắt đầu người ta vô chuẩn bị làm. Chuẩn bị làm rồi. Ừ, bắt đầu máy chuẩn bị phay để nó làm đó. Dạ. Mình không có đồ cắt đâu, mình tước cụ chị. Tước mấy cái bông này nè. Ủa dưới đây có cá không chị? Không không. Vậy là con chị có gia đình chưa? Có nè. Có cháu chưa chị? Có. Có luôn rồi hả? Ừ. Trời ơi. Con giống mẹ rồi. Làm ăn nhanh nó làm nhanh. Tính ra nó cũng ưng vợ trẻ chứ. Nó có 27 tuổi nó mới ưng vợ. Dạ. Chồng chị làm gì chị? Cũng làm nông. Cũng chăn nuôi đồ như chị vậy, làm ruộng đồ vậy nè. Ruộng chị ở đâu, ở ngoài kia hả? Ở trên kia. Ừ. Trên đường trên. Đó, đi về. Xong rồi họ đủ rồi hả? Đi về nấu ăn. Chị có đi làm công không? Đi làm công chơi vườn không? Không, không. Làm ở nhà không hả? Ừ. Rồi. Quơ quơ là chút xíu là chị đã được một thau như thế này rồi. Ủa? Còn quá chừng luôn á chị à. Còn nhiều mà. Còn nhiều mà. Mai cắt tiếp. À, mai chị ra cắt tiếp nữa hả? Mai em ra quay tiếp nha. Giờ này chị về chị nấu ăn. Mai em ra quay từ chị tiếp nha. Quay tiếp hả? À. Đi về. Đi. Nhìn cái nhà nó ở trên bờ không mà chân nó cũng đen thui à. Mình lội dưới sình mình đen không nói gì. Ủa nãy chứ đi đâu vậy Bu? Nãy chứ con đi đâu? Đi đâu mà mặt mũi lắm lem vậy? Vô. Vô. Cái ăn cỏ không vậy? Làm ở mình đúng không? Dạ. Không phải. Làm mẹ không? Dạ. Cắt 2 tiếng, tiếng rưỡi. 2 tiếng. 2 tiếng. Làm 4 giờ. Ừ. Được cái này 2 ngày. Cái này để dành được không chị? Được mà. Để lâu được phải không? Ủa nhà mình cũng nuôi gà mà. Hôm nay cũng cầm xuống em cắt ha. Cắt giờ bỏ xuống cho một câu ăn. Dạ bồ câu nhà em hết nuôi rồi. Ủa mới được nuôi nhiều lắm mà. Được nuôi nhưng mà nó ỉ nhiều quá chị. Nó ỉ nhiều quá.
kiểu trước sân. Ngày bao vậy thôi hả chị? Đâu có cơm chiều gì à? Một buổi một bao vậy, trở về đủ là trở về là nấu cơm. Rồi ràng lại trở về. Thôi mình cũng đi thôi. Dạ. Đường ruộng mà. Đường chỗ em nó bữa giờ mưa nhiều nó cũng lủng lỗ lỗ à. Đường nhà chị đó, chỗ cái nhà kia à. Cái nhà gạch đó là nhà chị hả? Nhà gạch đó là nhà ta. Là nhà chị đi đường đó. Dạ. Đi về đây. Dạ đi. Em đi chào chị nha. Hẹn gặp lại chị hôm sau. Nãy giờ em quên hỏi tên chị tên gì á. Không nói tên ha. Dễ biết mặt luôn. Đi thôi mình cũng đi luôn. Đi Bu ơi. Ôi con bò sữa kia. Nó sợ con Bu. Kí. Bu nó chặn đường không cho con nhỏ lên luôn à. Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ nè. Ủa bò chú đâu? À nhốt vô chuồng rồi hả? Bắt được nhiều hả anh chú? Nãy à chú ra ruộng mà chú bắt được hai bầy ốc Bu luôn. Ốc Bu vàng không chú? Giờ chạy về. Rộng mai luộc cho dạ. Mấy đứa nhỏ ăn. Dạ. Chú bắt ốc mà mày lên thay nữa thôi á. Sao vậy chú? Thì sợ ta cười vô. Có gì đâu cười. Ô trâu đây của ai đang chăn vậy chú? Trâu này là chú cũng mơ rô kìa. Sao không thấy ai đứng canh hết vậy? Bữa nay nó thả mà đâu có gieo cái gì đâu. Thả trên ăn thoải mái luôn hả? Dạ. Ăn thoải mái luôn. Mai mốt nó cày bừa gieo mới giữ. Dạ. Giờ này thả. Giờ này chú cũng về luôn. À về này. 4 giờ rồi. 4 giờ là về. Bữa nào cũng 4 giờ về hết. Dạ. Ủa là bình thường ban ngày buổi sáng là chú... 8 giờ thả. 8 giờ thả bò ra rồi 4 giờ cho nó vô chuồng. Rồi về. Bu ơi về luôn nè Bu ơi. Chú về nha chú. Trâu tới kìa Bu ơi. Bu nó sợ trâu à. Đi thôi. Bây giờ Nhi sẽ chụp hình với lại mấy con trâu phía sau nha. Đứng yên nha mấy đứa. Ok. Nó đứng im luôn cho mình chụp hình được kìa cả nhà. Bu ơi vô đây chụp hình với mấy bạn trâu này Bu. Nhanh. Đứng im nhìn mình chụp hình kìa cả nhà. Hình như đây đang hóng chuyện, không biết có chuyện gì đang xảy ra hay sao. Tự nhiên bà này bữa kêu mình đứng im chụp hình. Vậy mà cũng chịu đứng im luôn á. Hay ghê. Chầm tắm nữa nha. Chào chú bắt cá hả chú? Ồ đứng xếp hàng ngay hàng luôn kìa. Giỏi dữ ta. Con đi gặp cái ông chú kia, ông bị điếc á, ông chăn vịt ở đây nè. Chú biết không?
Ông cũng chăn 3.000 con vịt đó, con thấy khủng khiếp. Đây chắc cũng cỡ đó hơn chú. Đây nó ngàn mấy rồi. Ngàn mấy hả? Ban ngày là sẽ lùa vịt ra cho nó kiếm ăn. Còn nếu mà ruộng người ta đang làm là mình cho nó ăn thực phẩm. Dạ. Ủa rồi cô với chú tối ngủ đây luôn hả? Rồi nấu ăn ở đây luôn. Dạ. Sao vịt mình nhiều, mình làm con vịt mình nấu cháo vịt chứ cô? Làm miếng làm á. Làm miếng làm á. Tối nay mình nấu cơm ăn, làm đi nước mắm hay rượu? Nước mắm. Tối nay con nấu món gì á cô? Cá. Thịt mà. Rau luộc, bầu. Ngon ha. Cô có mấy con rồi? 5. Lớn hết rồi không? Lớn hết rồi. Giờ hai vợ chồng ra đây chăn vịt. Dạ. Hình như cô chăn đây cũng lâu lắm rồi. Con nhớ cách đây 2 năm con đi đường này là con đã thấy là... Đâu nghe đi vô mặt con là giống trong tivi đi thép à phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Cô đấm thép à. Cô đấm thép. Vô mặt là nhớ là nhìn hồi nãy giờ. Dạ. Là con là vợ hắn? Dạ con là vợ. Tên gì? Tên Nhi. Dạ con tên Nhi đúng rồi. Tên Nhi á. Vô mặt cô còn vô hồi nãy giờ luôn á. Dạ. Cô có ở nhà ở trong làng Bầu Trúc mình không? Con ở xa, cô ở xa. Ủa cô ở xa tới chứ không phải trong làng mình hả? Con đâu? Chứ cô ở đâu? Ở Bên Nghĩa. Phúc Thuận hả cô? Bên Nghĩa, xã Bắc Sơn á. Bắc Sơn lận hả? Ừ. Ủa Bắc Sơn là người rất lây nhiều mà đâu có người Chăm nhiều đâu. Có người Chăm. Người Chăm ít lắm. Có một làng à. Có một làng còn lại là người rất lây đúng không? Ừ, con. Hôm qua nhà con mới đi Bắc Sơn xong. Hả? Hôm qua tụi con mới đi Bắc Sơn. Xã Bắc Sơn hả? Con. Bắc Sơn Thuận Bắc. Mà đi Bắc Sơn hả? Dạ. Đi Bắc Sơn gì đó ấy. Đây con với con nói chuyện. Không, chồng con đi Bắc Sơn. Đi Bắc Sơn hả? Dạ. Đi làng Chăm hay làng Doan, làng Rắc Lây. Làng người Rắc Lây. Làng Rắc Lây hả? Xong rồi chắc Sông Bằng quá. Sông Bằng à. Bắc Sơn là có Sông Bằng. Dạ. Nhiều thôn à. Ừ. Là con của cô là bây giờ ở trên Bắc Sơn. À, là gia đình hết rồi hả cô? Ừ, lập gia đình hết nè. Cho hai vợ chồng lên đây thoải mái không? Ủa nhưng mà tối có hai vợ chồng ngủ trong đây hả? Ngủ đó. Mũi sao? Quột mông. Quột mông. Hả? Quột mông ngủ á. Mình chăn vậy là mình giữ luôn chứ. Hả? Tết đồ mình đâu có nghỉ giống như là đi làm đâu ha. Hả? Lỡ rồi ở đây luôn, tết rồi ở đây luôn. Tết ở đây luôn. Tết mà ta làm xong thì mình về. Máy xuống làm mình về chứ. Là sao cô? Máy xuống làm hết là mình đuổi dịch về, chở dịch về. Không có ở đây nữa. À, là chừng nào người ta làm ruộng, là mình lùa đi chỗ khác. Ừ, lùa đi chỗ khác. À, bữa nào mà ruộng hết làm là thả xuống đây nó ăn. À. Đúng như cách đây 2 năm là thấy ba người đứng chỗ cầu à, phải không? Dạ đúng rồi. Cô không nhớ hay cô thì lúc đó là mình đó một mình, đây một mình. Dạ. Nhớ không? Dạ nhớ. Mà vay hình chạy có cô trong tivi không? Dạ có chứ. Mai có, mai mở cho bà già cô ở nhà coi, cô đánh dạ, thép à miếng à. Bây giờ phải quay kỹ cô được, mới thấy. Chứ bây giờ quay, đó con nhìn lên chào khán giả nè. Chào tất cả mọi người. Dạ, chào mọi người. mai mở hả? Mai hả? Dạ. Tối mai hả? Dạ. Tối mai là mở cho bà già bà ở nhà bà coi cố đấm thép, ngày nào bà cũng coi hết. Bà già tám mấy tuổi rồi mà bà coi thép miếng à. Hả? Ừ. Ngày nào bà cũng coi, đêm nào bà cũng coi hết nè. Dạ. Cả ngày à. Đây con chiếu lên kênh Lê Thị Nhi chứ không có chiếu lên kênh cố đấm thép. Kênh Lê Thị Nhi là kênh vợ cố đấm thép. Biết mẹ của cô có coi không? Bạn coi cú đấm thép con à? Cú đấm thép không à? Ừ, cú đấm thép con à. Cái này là gì nữa? Em gái. Em gái à? Em thép hả? Dạ. Đẹp gái không gì? Đẹp gái à. Nhìn mặt là cô còn vô mười nãy giờ luôn á. Dạ. Giống thấy tivi miếng à, ngày nào cũng coi ở nhà, cô cũng coi miếng à. Dạ. Ừ. Ra đây mình đâu có coi được. Ừ, ra đây đâu coi được đâu. Bà già ở nhà là mở cả ngày cả đêm mà cô đấm thép à. Cô ở đây mấy tháng rồi cô đi hả? 2 tháng mấy rồi, gần về rồi. Gần chuẩn bị người ta làm ruộng. Ừ, chuẩn bị người ta làm là mình về.
hết làm là lùi đi chỗ khác. Ừ, lùi đi chỗ khác. Lùi đi xa không cô? Chợ dịch về nhà. Đi Bắc Sơn lại. Ừ, đi Bắc Sơn lại. Xa dữ vậy? Ừ. Chứ trên đó không có ruộng thả hay sao mà xuống đây dữ? Bên đó ruộng ta làm, bây giờ gần cắt người. À, là bây giờ chuẩn bị là mình lùa vô chỗ nào mà gần cắt xong cắt, là mình lùa cắt, đến đó. Ừ. À, hiểu ta rồi. Cắt là mình lùa vô đó. Là lùa bằng cách nào? Chờ, xe chở. Xe chở không? Muốn xe tải chở hả? Ừ. Xe dịp. Xe dịp chở. 1.000 con này thì mình chạy mấy chiếc? Nó ăn theo chiếc, chở hết một chiếc này nó lấy 1 triệu về đó. Ờ, 1 triệu luôn. Ừ. Dịch này là cô bán con hay là bán trứng? Bán trứng. Lấy trứng bán thôi. Ừ, lấy trứng bán. Rồi có người tới thu luôn. Sáng sớm nhà là thu thu. Nghĩ chó đây cũng thấy tivi vậy nè. Con chó này cũng thấy tivi hả? Ừ. Cô ơi. Để chó này cũng thấy. Luôn. Mà chị bữa nay khép đi đâu, ở nhà hay đâu? Chồng con đi làm. Ừ, đi làm đâu? Cô cũng không biết nữa. Ngày nào cũng đi hết á. Thôi con ra con thăm ruộng chút nha. Thăm ruộng nào nữa? Đâu đi ra vòng vòng quay phim. Ừ, quay phim hả? Dạ. Mai quay con tivi nghe. Dạ, mai con quay con trên tivi. Ừ, cho bà già ở nhà, cho bà già thấy. Dạ. Mở cái gì? Dạ, Lê Thị Nhi. Lê Thị Nhi hả? Dạ. Chiều mai là có hả? Dạ. Tối mai hả? Dạ, tối mai. Thôi con đi về nha, con nấu cơm đi con. Trời ơi, con bu nó lăn nữa kìa. Bu. Hồi đó thấy mập, bữa nay thấy ốm nữa. Con hả? Ừ. Con muốn chạy à, không có ốm đâu. Giờ dùng ốm, cho coi tivi dùng đỡ chứ. Dạ. Này lấy này à. Con chào cô, chú nha, con đi nha. Chào các con, mọi người. Dạ. Thấy mình là nó không có chạy tới hả? Nó nhát hả? Con đi theo cô chăn được không? Được biết sao được nè. Sợ là sợ con đực á. Con đực nó lụi con hả? Ừ, nó, ui con nó, sợ quá gần. Nó hệ nó mình gần nó là nó lấy cái đầu nó ủi nó không ấy. Giờ ủa bò này bò nhà cô nuôi hả? À. Nhà cô nuôi được mấy con? Bò lớn bò nhỏ được 14 con. Bây giờ là đến giờ đuổi chăn nó về chuồng. Thả nó ăn hồi sáng giờ, chừng này mình có ai giữ á, mình thả nó ăn hồi sáng giờ, chừng này mình đuổi nó về. Dạ. Đi, bây giờ cô chỉ con lùa nó về đi để con làm cho. À, đây. Mà con dẫn con chó theo cắn sao không? Mắc mớ gì nó. Cô có quen con không? Con ở đâu? Con ở đây nè. Ở chỗ nào? Con ở sông Lu nè. À, sông Lu. Con biết cô đó. À, sao con biết cô? Thì cô ở Bầu Trúc đúng không? Đúng. Con cũng ở Bầu Trúc mà. À, là con ai? Con là con ai? Con là vợ của anh Cú Đấm Thép. À, biết. Biết hả? Biết. Nhà cô là nuôi bò hả cô? Nhà cô nuôi bò. Nhà cô có trồng lúa không? Có. Lúa cây này đâu có lúa. Đây thế tấm thét. Cô bán áo quần ở đâu? Ở Phước Bình. Bán ở Phước Bình? Ừ. Sao nay không bán mà xuống này? À, mà mùa đào là cô đi bán. Còn mùa này là cô không có bán. À, là mùa cô, đi hái đào là cô bán. Ừ. Ui, xì. Ừ, mùa đào là cô đi về Phước Bình á. Mùa đào là bán ở trên Phước Bình. Ừ, còn mùa này? Mùa này gần Tết này là cô bán mấy chỗ cô bán á. Bán ở trong làng mình? Ừ, làng mình là ở ấy. Cô bán đồ cũng người chăm hay là cô bán đồ gì? Cũng mấy đồ này nè. Đồ bà ba hả? Ờ, bộ ba áo quần cũng là mấy đồ này. Là cô bán ở Thuận Bắc á, đi vuông Trúc à. À, Thuận Bắc. Thuận Bắc là người Rắc Lây ở mà cô. Ờ, thì người Rắc Lây á, cô bán về đó. Ủa, cô người chăm mà cô chỉ đi chỗ nào có người Rắc Lây cô bán thôi hả? Ờ, cô chở xe máy đi mà. Phước Bình cũng là người Rắc Lây này. Thuận Bắc cũng là người Rắc Lây ở nè. Ừ, cô chở đi bán ở đó. Cô được mấy con rồi cô? Rồi cô có 2 con mà cô khổ quá. Trời ơi, một đàn bò vậy mà còn than gì nữa. Một con là một chiếc xe máy này 20 triệu này. 20, 40, 60, 80, 100, 200 sơ là cũng tính 200 triệu rồi đó. Nhưng đó mà nó giàu. Tết này cô có bán ở đâu? Tết là cô bán Tết ở Phước Bình hay bán ở đâu? Bắc Ái. Thuốc chạy thuốc lên Bắc Ái luôn hả? Ừ, Bắc Ái bên đây gần đồ, hơn đồ là đó. Cô lấy ở chợ Phú Quý mình lên bán hay lấy ở đâu? Không, cô đi Sài Gòn chứ. Ôi, chạy xe giúp Sài Gòn lấy hả? Không, cô đi xe đò bằng đêm. Ừ. Sáng dậy là cô lấy.
bắt đầu 1-2 giờ cô tranh thủ đi lên xe cô. Ủa? Về gì gì của là con 10 cũng giờ cô vào tới đây. Vì con cũng là thợ may á, sao gì không lấy ở đây cho nó gần. Ở đâu? Ở Phú Quý mình nè. Phú Quý là con sợ nó không. Phú Quý là áo ấy thôi, áo đồ bộ đồ thôi xài. Cô đang lùa bà về. Hả? Mình mà không biết lùa là nó lụi mình á. Mấy con bò đực nó hung lắm. Xài. Bu ơi, nép ra nha Bu. Đứng nép bên. Cô chạy đi lùa bò. Trời, bây giờ là 4 giờ chiều. 4 giờ chiều rồi. Rồi. Thiệt á, bà này bị mất nết quá à. Đang nói mà làm phạch phạch à. Xài. Ui. Có con ngé nữa này. Đây. Mày lấy một cái cành cho. Nó thang. Nào. 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 Bu về luôn. Câu dao người ta nói đi chân bò, cầm cái dơ thật to. Nào con đi, em lấy cái em thọc. Em lấy cái em thọc quýt đít bò hả? Ừ, đít bò. Xài. Cô này nhờ cô chắc giọng cô hát hay lắm này. Cô bữa nay bé tiếng rồi. Vậy hả? Tự nhiên Covid xong rồi cô bé tiếng tới bữa nay luôn. Chứ bình thường hát hay dữ dội lắm chứ gì. Cô hát cũng ai nào cũng khen mà đẹp. Cô có biết mẹ chồng con không? Biết chứ. Mẹ chồng con hay vô làng chơi buổi tối lắm. Đúng rồi hả? Bà về buổi tối chơi hả? Gái. Bà nội chồng con ở trong xóm đó nói cô dạ. Biết. Yeah. Đó em sang á, em ấy hả? Em tắm thép á hả? Dạ, em tắm thép. À. Cô là người trong làng nha cả nhà, người ở trong làng một chút là người đồng bào Chăm. Đúng rồi. Cô mặc cái váy gọi là gì cô? Hả? Cái váy cô mặc gọi là cái gì? Cái từ gì mà con quên rồi? Cái từ sao? Cái này nè. Cái đó gọi là cái gì con quên rồi? Cái chăn. Cái chăn. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Cô lùa hay ghê chứ? Nó ăn no mình lùa nó đi tự do. Dạ. Còn nó còn đói hả? Mình lùa nó chạy quá trời. Nó chạy đi kiếm chỗ ăn. Cô có thuê người nuôi không? Có thuê người chăn không? Có chứ, cô kiếm người chăn này. Cô đang kiếm người hả? Xê. Xê. Ừ, nó chạy xuống ruộng rồi. Xê. Chạy xuống luôn. Xê. 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 Nó đi nó ủi con ta. Cô kiếm người chăn thôi để con làm phụ cô hả? Được không? Con ra con chăn phụ cho. Cô kiếm người chăn mà chưa có người nè. Dạ. Trước kia là ông xui gia, ông chăn. Dạ. Cái ông bệnh, cái ông mắc tội lắm. Rồi bây giờ con chăn cho cô nha. Cô trả lương con sao? Ngày 3 bữa hả? Con quần áo cả ngày. Con chăn con nữa con khóc luôn, bò này luôn chứ. Khóc luôn hả? Khóc luôn á. Lì lắm hay sao? Nó lì lắm. Lũi rồi. Không bằng đàn ông đâu. Cô chạy xe máy lùa nó về luôn hả? Ừ. Vậy thôi, con với cô tạm biệt ở đây nha. Hẹn gặp lại cô đợt khác nha. Ừ. Chắc là Nhi cũng xin phép kết thúc video ở đây luôn. Video hôm nay thì tình cờ ra ruộng gặp mấy cô chú nói chuyện chơi thôi. Để cho thư giãn đầu óc qua những cảnh đồng ruộng cho cả nhà xem. Hồi từ đầu đến video đến giờ, cô chú anh chị xem video thấy phong cảnh như thế nào thì để lại bình luận bên dưới cho Nhi biết với nha. Nếu như mà thích những cái video thăm ruộng á thì để lại bình luận bên dưới, hôm sau Nhi sẽ làm nhiều hơn cho cả nhà mình xem. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo nha. Gặp lại tuần sau. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Thì xin chào cả nhà nha. Hiện tại trên kênh của hai vợ chồng thép đang có 3 sản phẩm cần chia sẻ đến tất cả khán giả. Cái thứ nhất là chai dạ thảo liên trị hôi miệng, sâu răng và nhiệt miệng và viêm avidan và viêm họng nha cả nhà. Với lại viêm tai giữa là chai dạ thảo liên. Cái thứ hai là thuốc trị hôi nách. Ai mà bị hôi nách mà lâu năm không khỏi thì cứ liên hệ cho thép nha. Và thứ ba là sản phẩm trị viêm son mãn tính. Đấy, 3 sản phẩm thép cần chia sẻ đến tất cả mọi người.
Rồi có bớt không anh? Bớt hay không, xài rồi sẽ biết. Khán giả nào mà đang có trong mình ba cái bệnh này thì hãy liên hệ Thép cho Thép tư vấn thôi nha. Còn mà bớt hay không thì chúng ta xài rồi sẽ biết nha cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người.